Ê, Long Nam ơi. Gì anh Hải? Mày biết CBD Toilet không? Trời nào cũng coi chưa anh Hải ơi. Thanh niên Lâm này biết anh em mày. Thì lúc nãy là anh trong game Free Fire ấy, anh đã tìm có tí kim gái vãi nồi, gặp thanh niên đặt tên là Đầu Toilet anh em ơi. Nhưng mà mình nghĩ là thanh niên này xem Toilet là quá 180 phút rồi đó anh em à. Thì ở đây anh em nào mà biết kiểu CBD Toilet á thì nhớ là comment phía dưới cho anh biết nha anh em ơi. Nhưng mà có một điều đặc biệt ấy, thì anh vô nhóm là anh thấy nó chết là nó đang có 29 chuỗi thắng bất bại. Gì cắn gì vậy anh Hải? Trời, tính ra là nó đang có 29 trận solo là kiểu không thua ai luôn anh em mi. Gớm ghê không nổi, nghe kiểu ghét ngang luôn anh em à. Ok, bây giờ là anh còn đang trong nhóm với nó nè. Bây giờ mày vô cũng như là gà kèo luôn. Ok đấy, luôn này. Đối đầu với nó để xem là bé Lâm có là người mà thua là giúp nó lên chuỗi 30 không nha anh em mi. Đấy, nhưng mà mình nghĩ cũng hơi khó anh em à. Bây giờ mày thắng được thanh niên này, anh cho mày iPhone 15 luôn. Ê, này hứa nha. Tính ra là iPhone 15 cũng mới ra anh em mày. Tôi muốn là kiểu tặng một con iPhone 15 nhưng mà để xem là bé Lâm thắng được thanh niên này không nha. Ok nha. Dạ. À, nhưng mà trận đấu này mày tự tin bao nhiêu phần trăm thắng gì? 100% luôn hay. Nãy được ló luôn em à. Ok, vô lại đi. Hello, lại là mình Sima đẹp trai. Có 102 đây anh em mày. Thì tôi đang đứng ở sảnh với lại là thanh niên Đầu Toilet này anh em à. Đây, thì lúc nãy là nó chết là mình là Đầu Toilet. Bất bại đã 29 trận này anh em ơi, tuyên bố chùm Free Fire. Trời gấu rồi, trời thề luôn á, là thanh niên này giống như kiểu là xem Đầu Toilet quá 180 phút anh em ơi. Ảo Machina quá trưởng luôn. Ok, thì bây giờ chắc có lẽ tôi sẽ chat thêm mấy câu nữa để xem là thanh niên này trả lời như nào nha anh em ơi. Ê, từ từ nó chat gì đây? Người nào thắng được cho hạt 900 triệu. Adu. Tính ra là tôi đang có định là cho bé Lâm đối đầu với lại là thanh niên này anh em ơi, nhưng mà nó nói là thắng được nó là cho kẹt 900 triệu. Rồi, cơ hội ngàn năm hạn hán, ấy nhầm, cơ hội ngàn năm có một đi rồi anh em ơi. Ok, thì bây giờ là tôi sẽ tao phòng cũng như là cho bé Lâm đối đầu nha. Hy vọng là bé Lâm nó thắng được anh em ơi. Nhưng mà tôi nghe đâu là chuỗi 29 trận mà bất bại ở trong solo, tôi hơi ghén rồi anh em à. Ok, nhưng mà không sao, bây giờ anh em comment phía dưới là bé Lâm cố lên nè, để cho bé Lâm có động lực nha anh em ơi. Ok, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ok anh em ơi, thì trận đấu đầu tiên này là bé Lâm bắn bằng cây M1917 nha. Ui trời ngủ là trời, mang đầu quỷ ra so mà trận đấu này để bị bé sừng một cái là xác định nhục như con cá nục luôn chứ còn gì nữa. Thì anh em ơi, ui phải nồi, tính ra tôi vừa nói là từ bé sừng cái là bé Lâm mất nửa cái mũ rồi anh em à. Áo ma gì gặp đúng dân chơi rồi anh em ơi. Cố lên Lâm ơi, cố lên, trời ngủ là trời, cạc 900 triệu đây. Thì anh em ơi chơi. Ui một chiếc lên đầu rồi, nhưng mà bé Lâm còn đúng một tí máu anh em ơi. Ấy bơm máu lại, hợp lý rồi. Ui như là nó cong lên sao ấy. Rồi xong, tôi vừa nói dứt tiếng mới làm nó nóc luôn anh em mày, vãi nồi gì. Không sao, không sao, thua keo này tao bày keo con chó. Nhầm, thua keo này tao bày keo trắng gùi. Ui, lại nhầm tiếp anh em mày, thua keo này tao bày keo khác mới đúng ấy. Ok, bây giờ thì bé Lâm đang có cây UMP anh em à. Ui, tính ra là cây này tôi nghĩ là bé Lâm nó bắn cũng khá là ok anh em mày. Này rồi, chơi đi. Sao mà đỡ được. Ui, vãi nồi vẫn không trúng anh em mày. Ui, thanh niên này công nhận đúng cao thủ rồi anh em à. Ui, căng thế. Sau hai trận vừa rồi tôi thấy là thanh niên này thắng bé Lâm đâu đó là rất là đơn giản luôn anh em ơi. Tôi mới liên tưởng tới là cái chuỗi mà 29 trận mà thắng liên tục ấy. Bây giờ tôi sẽ quan sát thanh niên này nha, để xem là bắn như nào mà thắng được bé Lâm nha anh em ơi. Adu. Đây rồi, chơi. Vãi nồi, thanh niên Lâm á là không bắn được anh em ơi, đặt keo cũng khá là nhanh đấy. Đây rồi, chơi đi. Vãi ca trưởng, trời ơi, thanh niên Lâm bắn không trúng anh em ơi. Pha này là nó bị kiểu như là keo chậm ấy, cho nên là bắn nhanh xíu là ngon rồi anh em à. Chơi đi, chơi gũ là chơi thiên lâm này, bữa nay bắn như nào á anh em ơi. Rồi xong, cái nồi công điện dính lên biển quảng cáo luôn chứ còn gì nữa. Căng gọi anh em ơi, căng như dây đàn luôn chứ còn gì nữa. Bây giờ thì tạm thời là mấy Lâm bị dân trước 3-0 anh em à. Ui vãi nồi, thiên lâm bắn như này thôi bó tay chấm cơm luôn chứ còn gì nữa. Cố lên Lâm ơi. Nhưng mà bây giờ tôi mới cảm nhận là thanh niên kia bắn phải nói là cực kỳ ghê luôn anh em à. Dẫn trước bé Lâm là một cái gì đó rất là khó luôn ấy, nhưng mà nó dẫn trước rất là đơn giản luôn anh em mi. Tôi nói giờ tôi solo bé Lâm thì dẫn trước là một điều không thể. Ui hay lắm Lâm ơi, phu anh đỏ luôn, thứ gì mà chịu nổi. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 là anh em comment là bé Lâm sẽ thắng nha, để cho bé Lâm có động lực cũng như là bắn ở trận đấu này nha anh em mi. 1 2 3 comment đi chứ còn gì nữa. Rồi MB40 bích vàng trên tay là gồng bay phượng múa, sao mà đỡ được. Rồi xong, nhanh gọn lẹ luôn anh em à. Rồi bây giờ là 2-3 rồi. Ok, thì cho tôi hỏi anh em xíu là ở đây anh em nào biết CBD Toilet không? Thì nói chung là tôi cũng biết anh em ơi, tôi hỏi với Lâm thì nó cũng biết ấy. Tại vì tôi cũng hay xem anh em à, thấy cũng đỉnh cao và trưởng luôn. Chắc có lẽ là sắp tới tôi sẽ làm video về xem CBD Toilet anh em à. Đấy, anh em nào ủng hộ tôi nhớ là qua kênh Sima Gaming nha anh em ơi.
Rồi, quắn keo tròn hả mày? Lần này thôi, nồi cũng điện dính đồ cây luôn chứ còn gì nữa. À đu, đây họ anh em ơi, nó chịu ra rồi. Mày nhòn này. Ui, Thình Lâm mắng pha này là không trúng anh em à. Ê, đừng có ẩu anh ấy, trời ơi, thua một cái là toan đấy. Nhòn này, 133 máu anh em ơi. Ngon lạnh cành đào luôn rồi. Bây giờ là tôi sẽ đổi gió cũng như là xem thanh niên đầu toilet này nha anh em mì. Thề luôn, thanh niên này xem đầu toilet quá 180 phút cho nên là qua bên Free Fire đặt tên đầu toilet luôn anh em à. Quái nò thật sự luôn ấy. Ok, cố lên Lâm ơi. Ui, MB40 ti chấp tới thằng level 8 luôn anh em à. Gớm ghê ông nội. Ơ, ui, cái gì vậy? Sao phải Lâm nóc rồi? Á, đù, hết cứu luôn anh em mì. Sau bao nhiêu lần là tôi đi tôi lại cái đoạn đó xem thì tôi thấy là cái Lâm pha đó nó bị thính đè anh em à. Nhưng mà không hiểu là tại sao mà pha đó nó bị thính đè được luôn ấy. Thanh niên Lâm này di chuyển đúng kiểu ảo ma cực kỳ luôn. Cố lên Lâm ơi, bây giờ thì lại tiếp tục là bị dấn trước một dáng rồi anh em à. Ui căng thế nhờ, tính ra trận đấu này phải nói là cực kỳ căng luôn ấy. Hèn gì thanh niên kia là đang dẫn chuỗi kiểu như là 29 trận thắng anh em mì. Trận đấu này là thắng với Lâm là có khi là 30 luôn ấy. À khét thế nhờ. Cố lên Lâm ơi. À đây rồi, cuối cùng nó cũng chịu ra rồi anh em mày. À mày công lên hả mày. Rồi xong, bây giờ là 4 điều rồi anh em mày. Đây rồi, con cá thôi lòi. Thì ở trong trận đấu này, Bé Lâm nó vẫn tiếp tục là bắn KOMB và MB40 anh em mày. Ui, thề luôn, combo này là combo yêu thích của tôi chứ còn gì nữa. À như bên này anh em mày. Phải, nổi đặt keo nó chặn luôn. À đây rồi, chơi đi. Sao mà đỡ được rồi xong, thứ gì mà chịu nổi luôn anh em mày. Một phát một đi luôn. Ta nói không lẽ giờ khóc tới Tết luôn anh em à. Thì kênh tôi anh em cũng biết là hiện tại đang được hơn 1 triệu sub rồi. Nhưng mà buổi chiều tôi đăng video short nhưng mà không ai xem anh em mà buồn thật sự luôn ấy. Anh em nhớ là xem video short ủng hộ tôi nha anh em mày. Đó chính là video ngắn ấy. À đây rồi, cố lên Lâm ơi. Bây giờ mấy Lâm còn lại nửa cái máu. Hình như là thanh niên kia cũng đang yếu máu anh em mày. Ui vãi, nồi yếu máu nó dẫn công lên. Đúng kiểu là dân chơi liều mạng đây rồi anh em à. Đây mới gọi là dân chơi liều mạng chính hiệu anh em mày. Rồi xong, vãi nồi mấy Lâm là người thua. Bây giờ 5 điều rồi. Không sao anh em ơi, còn nước là còn tát, còn thở là còn gỡ. Bây giờ là còn lại hai dáng mỗi bên anh em à. Nhưng mà hy vọng là trận đấu này Bé Lâm nó thắng đấy. Tôi còn có kẹt 900 triệu đó anh em ơi. Không biết là thanh niên đầu toilet này có uy tín không anh em à. Nhưng mà tôi thấy là chat cực kỳ mạnh miệng luôn ấy. Ui vãi trưởng, vừa lú ga nó quất nguyên một chùm đỏ là tao nói hết thấy đường đi luôn rồi anh em à. À đây rồi, hình như là quấn cầu tròn bông máu anh em ơi. Sao mà đỡ được rồi, xong xin là xin vĩnh biệt cũ luôn rồi. Theo như mà ước tính của tôi là từ nãy giờ Bé Lâm nó bị bẻ 5 cái sừng rồi anh em mì. Rồi xong vãi cá nồi con cá mồi luôn. Tính ra là mang đầu quỷ cho son chi để ta bẻ sừng nấu cháo anh em à. Rồi chơi đi, sao mà đỡ được. Ui, tính ra đúng một viên lên đầu luôn ấy. Không có viên vàng nào luôn anh em à. Pha này em phun đỏ thôi đúng đẹp luôn. Ok, bây giờ thì thanh niên Lâm lui về anh em ơi. Nó đang còn ít máu. Đây rồi, ơ tính ra là từ nãy giờ tôi thấy là thanh niên áo đỏ kia là toàn đi trốn không anh em ơi. Giống như kiểu là nó chơi trốn tìm nhưng phải là solo trong trận đấu này luôn ấy. À đây rồi, lần này mày lú ga là xác định là Bé Lâm cho một viên lập bể nó công điện liền. Rồi xong, xin vĩnh biệt cũ luôn anh em ơi. Ok, thì cuối cùng là Bé Lâm nó cũng đã chốt kèo với tỷ số là 7-5 rồi nha anh em ơi. Rồi cái hạt 900 triệu này là thuộc về tay tôi chứ còn gì nữa. Bây giờ tôi sẽ ra cũng như là nhắn cho nó nha anh em ơi. Ảo Martina thật sự luôn ấy. Từ nãy giờ là tôi đang đôi coi với nó anh em mì. Đâu đó là cũng nửa tiếng ấy. Thì nó thua xong ấy, nó lý do cái kiểu rồi. Nó nói Bé Lâm chơi dơ cái kiểu anh em à. Vẫy nồi luôn. Nhưng mà không sao, nói chung là nó cũng đưa hạt rồi anh em mì. Nhưng mà tôi chưa có vô anh em à. Tôi không biết là bên trong hàng đó là có cái gì. Thì chắc lẽ là xíu nữa tôi sẽ vô cũng như là xem cùng Bé Lâm nha. Thì bây giờ là tới phần câu hỏi với mọi người nha anh em mày. Anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Bắn bao nhiêu viên đạn phóng lựu mới phá được 3 trái bom keo? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này kèm theo đi game của anh em nha. Nhớ là shop C mà viết chung câu của mình cũng như là quen cương nha anh em mày. Đừng lên tôi kiếm phần comment cũng như là phần tả nha. Shop tôi liên hạp thẻ này 100% trúng cương luôn nha anh em mày. Rồi bây giờ chắc lẽ là tôi sẽ đi đăng nhập càng đó luôn nha anh em mày. Ok anh em ơi, tính ra lúc đầu tôi lại Bé Lâm là cứ nghĩ là nó không đưa anh em ơi. Nhưng mà khi mà thắng xong cái càng này phải nói là cực kỳ VIP luôn ấy. Mình nghĩ là cũng giống như là 900 triệu như là nó nói anh em ơi. Ê, ăn cái phần áo xem có đầu gì biết không mày. Ok luôn này. Ui dồi, vãi nồi kim long rồi, cũng long nhông nhông có kiểu nè anh em ơi. Ui dồi, kim long nữ có luôn này. Ui, 541 cái áo anh em ơi. Từ bây giờ mày ăn vô phần quần xem là có gì. Dạ. Đu, vãi nồi anh em ơi. Tính ra là toàn quần mà gọi là cực kỳ xịn luôn ấy. Ok, phần giày dép xem nào. Ok anh em ơi. Ui vãi nồi, tính ra là những cái nào mà gọi là ngon là nó ấn vô dấu sao hết luôn rồi anh em mày. Mày thắng vô phòng máy kính đi. Dạ. Xem là có gì anh em mày. Ui, mày thấy hàng này biết không? Trời em biết chứ, hai cái đầu chóp Shiba nữa nè. Thấy nồi gì? Ở đây phần mặt nạ anh em mày. Ok.
Ê từ từ, bây giờ mày lướt lên xem làm bao nhiêu bộ gì. Ok anh này. Ui ôi, trời ơi là trời, 136 bộ luôn anh em mi. Lớn lên ông nội, ý ra là nhạc em dưới này là không có cửa nhạc này luôn á. Anh em thấy là 136 bộ đồ là dự trữ bên trong này anh em mi. Trời ơi là trời, ảo ma Canada luôn. Ok, nhưng mà nói chung thì tôi lại với Lâm là từ trước giờ là những người mà đã cho ạc anh em thì tôi lại với Lâm không lấy anh em mi. Nhưng mà nói chung có lấy thì cũng cho anh em thôi. Thì anh em nào mà cần ạc này á thì nhớ là comment đi game phía dưới nha. Nhưng mà nói chung ạc viết cái này tôi nghĩ là anh em là cũng cần ấy, cho nên là mình tặng một bạn ngẫu nhiên thôi nha. Nói chung thì tặng nhiều bạn quá mà tôi để lên màn hình ấy, anh em đăng nhập vô Ghana tướng spam khóa, tôi nói là uống kinh khủng luôn anh em mi. Ok, bây giờ cái ạc này tặng ha. Ok. Ok anh em ơi, thì nãy giờ anh em mà xem video của tụi mình á thì đừng quên là ấn like clip mạnh đi chứ còn gì nữa. À, bây giờ mình thách mọi người là ấn like bằng gì? À, em thách mọi người ấn like bằng cái mũi. Trời ơi, trời gớm ghê ông nội. Ok, nhớ là ấn like bằng cái mũi nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye anh em.